gia cầm là nguồn cung cấp thịt và trứng quan trọng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều loại bệnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi. Việc hiểu rõ về các bệnh này, từ nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng lâm sàng, đến các biện pháp phòng ngừa là việc cực kỳ quan trọng để duy trì sức khỏe và năng suất của gia cầm. Nó quyết định rất lớn tới hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi gia cầm. Vậy nên hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu các bệnh phổ biến trên gia cầm, để giúp quý vị có thể phòng ngừa bệnh cho đàn gia cầm nhà mình một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên là bệnh Newcastle. Nguyên nhân, do virus Newcastle thuộc họ Paramyxovidae. Triệu chứng, bệnh có thể gây ra triệu chứng ở hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. Các triệu chứng phổ biến bao gồm ho, khó thở, chảy nước mũi, tiêu chảy, giảm sản lượng trứng, liệt chân và cánh, co giật và tỷ lệ tử vong cao có thể lên tới 70-100%. Bệnh tích thường thấy hạch bạch huyết ở manh tràng sưng to, xuất huyết ở dạ dày tuyến. Phòng ngừa, bệnh do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Nên việc tiêm phòng vaccine định kỳ là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Đồng thời cần đảm bảo vệ sinh chuồng trại, phun sát trùng chuồng trại định kỳ, hạn chế tiếp xúc với chim hoang dã và cách ly gia cầm mới nhập về trước khi nhập đàn. Định kỳ bổ sung thuốc bổ, vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng cho gia cầm. 2. Bệnh cúm gia cầm. Nguyên nhân, do virus cúm A, chủ yếu là các chủng H5 và H7, là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, buộc phải công bố dịch và tiêu hủy khi gia cầm mắc bệnh. Triệu chứng, bệnh cúm gia cầm có thể gây tử vong cao và lây lan nhanh chóng. Triệu chứng bao gồm sốt, giảm ăn, giảm sản lượng trứng, phù đầu và mào, tiêu chảy, xuất huyết da chân và chết nhanh. Tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%. Phòng ngừa, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất đó là tiêm phòng vaccine, kiểm soát sự lây lan qua cách ly và tiêu hủy gia cầm bị nhiễm, thường xuyên vệ sinh chuồng trại và hạn chế tiếp xúc với chim hoang dã. Sát trùng chuồng trại định kỳ bằng các chất sát trùng. Khi phát hiện bệnh thì buộc phải công bố dịch bệnh và tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm. 3. Bệnh IB viêm phế quản truyền nhiễm trên gia cầm. Nguyên nhân, bệnh do coronavirus là một ARN virus gây ra, là bệnh truyền nhiễm cấp tính rất nghiêm trọng trên gia cầm, đặc biệt là trên gà gây thiệt hại kinh tế rất lớn, bệnh xảy ra quanh năm và trên mọi lứa tuổi ở gà với tỷ lệ mắc bệnh 50-100% và tỷ lệ chết 0-25%. Triệu chứng, khi gà bị ở thể hô hấp thì có các biểu hiện đặc trưng như gà ủ rũ, kém ăn, gà mắc bệnh nằm túm tụm lại gần nơi có nguồn nhiệt, ho, hắt hơi, thở khò khè, vươn cổ lên để thở và ngáp, gà bị tiêu chảy nặng, phân xanh rêu trắng nhớt, tỷ lệ chết cao, có khi lên đến 70-80% ở gà con, gà dễ bị kế phát bởi các yếu tố khác như CRD, OZT, trứng suy giảm miễn dịch, thông thoáng chuồng nuôi kém. Với gà đẻ, sản lượng trứng giảm 10-60%, tỷ lệ trứng dị hình tăng lên, vỏ mềm, méo mó, sần sùi hoặc không có vỏ, tỷ lệ ấp nở giảm. Gà đẻ thường xuất hiện hiện tượng sệ đít, báng nước. Phòng bệnh. Vệ sinh phòng bệnh tốt, thường xuyên sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, rắc vôi bột, giữ cho chuồng trại luôn khô ráo sạch sẽ thoáng mát, tránh tối đa stress cho đàn gà, đặc biệt những lúc giao mùa, chuyển chuồng. Vaccine phòng bệnh là phương pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh, chọn vaccine của những hãng uy tín. Và tuyệt đối tuân thủ lịch vaccine tùy theo dịch tễ của địa phương mình, mà chọn dòng vaccine cho phù hợp. 4. Bệnh Gumbozo. Nguyên nhân, bệnh Gumbozo là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ở gà, nhưng chủ yếu là ở gà 3-6 tuần tuổi và gà Tây. Bệnh do virus Infectious Musa disease gây ra, chúng tác động vào túi Fabricius gây suy giảm miễn dịch. Triệu chứng, gà non bị nhiễm bệnh Gumbozo thường có triệu chứng tiêu chảy, phân loãng, nhiều nước, trắng, nhớt, mất nước, giảm trọng lượng, lông xù và tỷ lệ tử vong cao. Gà quay đầu về phía hậu môn để mổ gãi. Khi mổ khám bệnh thường thấy xuất huyết nặng trên cơ đùi, cơ ngực, túi pha xuất huyết, sưng hoặc teo nhỏ tùy giai đoạn của bệnh, thận sưng tích u rát. Phòng ngừa, đối với bệnh do virus, thì biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh vẫn là tiêm phòng vaccine và đồng thời vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh và kiểm soát sự lây lan của virus. Bổ sung thuốc bổ, vitamin để tăng sức đề kháng cho đàn gà. Để phòng ngừa và kiểm soát bệnh trên gia cầm, cần chú ý khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vaccine. Quý vị có thể dùng các sản phẩm sát trùng như Iodin A còng hoặc Desol Super là các sản phẩm sát trùng sử dụng an toàn khi có sự hiện diện của vật nuôi. Đồng thời định kỳ bổ sung thuốc bổ, vitamin tổng hợp để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia cầm, nhất là khi thời tiết thay đổi, chuyển mùa. Quý vị có thể dùng các sản phẩm như Glucan C, Imcooler để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia cầm. Đồng thời quý vị cũng nên tìm hiểu sơ qua về các bệnh phổ biến trên gia cầm để có thể phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh trên gia cầm. Từ đó cách ly và điều trị bệnh kịp thời sẽ giúp vật nuôi nhanh hồi phục hơn và giảm tối đa thiệt hại về kinh tế. Vừa rồi Dr. Vet đã chia sẻ tới quý vị một số bệnh phổ biến trên gia cầm,
hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.